Tranh đá quý Tân Phúc Khánh xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Tranh đá quý Tân Phúc Khánh Channel. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, Tranh đá quý Tân Phúc Khánh xin gửi tới quý vị các bạn bài tử vi sự nghiệp qua từng năm của những người tuổi Ngọ. Các bạn hãy nhớ like, share video và đăng ký kênh và đừng quên ấn nút chuông ở bên dưới để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, tử vi, nhân tướng học, trí tuệ của nhân, nghệ thuật sống từ Tranh đá quý Tân Phúc Khánh. Sau đây xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng theo dõi. Thưa quý vị các bạn, 12 con giáp là bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa cổ truyền. Sự nghiệp của người tuổi khác nhau qua từng năm lại là một phần không thể thiếu của bộ phận cấu thành ấy. Những người chuyên nghiên cứu về thuật số cho rằng, nắm vững được quy luật qua từng năm của 12 con giáp, biết lựa theo sự thay đổi của thời cuộc, sắp xếp sự nghiệp, công việc và cuộc sống một cách hợp lý sẽ giúp cuộc đời mỗi người có được sự hanh thông và hiện đạt. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ qua từng năm. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Tý. Trong năm Tý, người tuổi Ngọ thường không gặp nhiều may mắn, vướng vào nhiều chuyện thị phi khẩu thiệt, thậm chí còn có thể sa vào vòng lao tù. Tuy nhiên, những chuyện này thường chỉ đến với họ trong một thời gian ngắn. Sau đó, họ lại được sao Thái Dương chiếu mệnh và có quý nhân phù trợ nên sẽ gặp được nhiều điều may mắn tốt lành. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Sửu. Trong năm Sửu, người tuổi Ngọ được sao tử vi chiếu mệnh nên thường gặp được rất nhiều chuyện vui mừng, tốt lành. Hơn nữa, họ còn có sự trợ giúp của sao Long Đức nên gặp dữ sẽ hóa lành, điềm hung hóa cát. Tuy nhiên, đôi khi cũng sẽ có những chuyện không may xảy đến với họ, cần hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được tự cao tự đại, dễ dẫn đến những điều bất hạnh. Họ cũng cần đi từng bước nhỏ một cách thận trọng, tích lũy kinh nghiệm và biết nắm thời cơ để tấn công đúng lúc thì mới mong thu được thắng lợi lớn. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Dần. Trong năm Dần, người tuổi Ngọ vì bị sao Bạch Hổ chiếu mệnh nên thường xuyên gặp nhiều chuyện không may, tài lộc đều không thuận lợi và rất có thể sẽ bị phá sản. Tuy nhiên, mặt trời mọc rồi lại lặn là quy luật của tự nhiên, vận xui đến rồi lại cũng đi là chuyện thường thấy trong đời người. Khi tất cả mọi chuyện đều không thuận lợi, tốt nhất là nên thủ thế. Những khi đó cần cẩn thận nếu có ý định kết bạn, nhưng tốt nhất là không nên có thêm quá nhiều bạn mới. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Mão. Trong năm Mão, mệnh của người tuổi Ngọ rất hợp với đường tài lộc, hơn nữa lại có sao Thiên Hỷ giúp sức nên lại càng thêm may mắn thuận lợi. Người tuổi Ngọ và sinh năm 1942, trong năm này được quý nhân phù trợ, vì vậy nên quyết chí lập nghiệp hoặc làm một việc gì đó mới mẻ. Người tuổi Ngọ và sinh năm 1966 cũng sẽ có quý nhân phù trợ nên gặp được rất nhiều may mắn, nên tập trung đầu tư vào nhiều việc lớn trong năm nay. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Thìn. Trong năm Thìn, sự nghiệp của người tuổi Ngọ thường lên xuống thất thường và không ổn định. Họ cũng dễ phạm phải sao Thiên Cẩu, phải đi tha hương khắp chốn, gặp nhiều điềm dữ, ít điềm lành. Cần kiên trì để tiếp tục những công việc đang dang dở, bởi chắc chắn sẽ có ngày thành công, gặp dữ hóa lành. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Tỵ. Trong năm Tỵ, sức khỏe của người tuổi Ngọ trong năm Tỵ thường không được tốt và hay mắc các chứng bệnh lặt vặt. Họ cũng gặp rất nhiều vận xui trong năm này, luôn bận rộn và dường như không có một ngày nào được ngơi nghỉ. Những người bạn mà họ mới quen cũng thường không chân thành, thực tâm hợp tác. Vì rất nhiều sự việc đều không thành công, nên lời khuyên dành cho họ là nên tích cực hướng thiện thì mới mong được bình an. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Ngọ. Trong năm Ngọ, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ gặp rất nhiều may mắn, thuận lợi, có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương, công việc kinh doanh phát đạt khấm khá. Tuy nhiên, vì đúng vào năm tuổi nên đôi khi họ cũng gặp phải những chuyện không vui, khiến tinh thần không được thoải mái. Nên cố gắng tránh né những chuyện này để có một năm thật sự tốt lành, may mắn. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Mùi. Quan hệ xã hội của người tuổi Ngọ trong năm Mùi sẽ rất thuận lợi, thường xuyên được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp sẽ có bước phát triển đáng kể. Điều quan trọng nhất là họ cần phải biết nắm lấy thời cơ và thật quyết đoán, không để cho những cơ hội thuộc về mình trôi tuột đi như dòng nước chảy. Các tháng mà công việc của họ sẽ gặp rất nhiều thuận lợi là tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Ngược lại, công việc của họ có thể sẽ gặp trục trặc vào các tháng 3, tháng 8, tháng 10 âm lịch, nên cần hết sức chú ý giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ. Ngoài ra, cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe để luôn thấy tự tin và thoải mái. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Thân. Trong năm Thân, người tuổi Ngọ thường rất tự tin trong sự nghiệp và công việc của mình, nên chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ giành được những thành công to lớn. Tuy nhiên, trong năm này sẽ xảy ra một số việc khiến họ phải phân tâm, nên không thể toàn tâm toàn ý cho công việc được và kết quả sẽ không như ý muốn. Bên cạnh đó,
Nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè nên vào cuối năm thì họ vẫn có thể đạt được những thành tích tốt. Các tháng mà công việc của họ gặp nhiều trở ngại nhất là tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Cần hết sức cảnh giác để tránh dẫn đến những tổn thất lớn. Ngược lại, công việc của họ sẽ có thuận lợi trong các tháng 1, tháng 4, tháng 8 và tháng 11 âm lịch. Cần nắm bắt tốt mọi cơ hội để giành được thành công. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Dậu. Trong năm này, sự nghiệp của người tuổi Ngọ thường lên xuống thất thường. Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị lật thuyền và mất hết tất cả. Vì có sao giữ tù ngục xuất hiện trong cung mệnh nên họ có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân hãm hại vào vòng lao lý. Khi làm bất cứ việc gì, họ cũng cần hết sức cẩn thận, tuân thủ đúng theo luật pháp, nếu không sẽ khó tránh khỏi việc bị trừng phạt. Các tháng mà công việc của họ gặp nhiều trở ngại nhất là tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 11 âm lịch. Ngược lại, các tháng mà công việc của họ có nhiều điều kiện thuận lợi là tháng 3, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Cần nắm bắt cơ hội để đi tới thành công. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Tuất. Tài lộc của người tuổi Ngọ trong năm Tuất sẽ tốt hơn nhiều so với năm Dậu, nhất là những người sinh năm 1966 thì điều này lại càng thể hiện rõ nét. Các tháng mà tài lộc của họ được gặp đại cát là tháng 3, tháng 6 và tháng 9 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Ngọ sinh năm 1954 và năm 1942 cũng sẽ được cải thiện đôi chút trong năm Tuất. Hơn nữa, họ có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp sẽ phát triển vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, sự nghiệp của họ cũng không tránh khỏi những biến động, thậm chí có thể dẫn tới chuyện chuyển đổi công việc hoặc ngành nghề. Nếu có ý định chuyển đổi chỗ ở, người tuổi Ngọ nên chọn nước Mỹ, Canada hoặc một số nước châu Âu. Cơ hội chuyển chỗ dành cho nữ giới tuổi Ngọ nhiều hơn so với nam giới tuổi Ngọ trong năm này. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Hợi. Trong năm Hợi, sự nghiệp của người tuổi Ngọ thường không mấy thuận lợi, nhưng sự khó thành. Trong năm này họ cũng có thể gặp phải một số tổn thất hoặc tai nạn nhỏ, nhưng đều không đáng kể. Tuy nhiên vì có sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên tất cả mọi khó khăn mà họ gặp phải đều có thể được hóa giải dễ dàng. Nếu kết bạn họ cũng chỉ nên thân thiết với khoảng 3 phần, bởi rất có thể sẽ dẫn tới những tranh chấp liên quan đến danh và lợi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong video clip chia sẻ về tử vi sự nghiệp của những người tuổi Ngọ qua từng năm. Để có một cách tổng quát hơn về tử vi sự nghiệp trọn đời của những người tuổi Ngọ, sau đây xin mời quý vị các bạn theo dõi tiếp về tử vi sự nghiệp trọn đời của những người tuổi Ngọ. Trong video clip này chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 phần. Phần thứ nhất là con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ. Phần thứ hai là nghề nghiệp phù hợp với người tuổi Ngọ. Và phần thứ ba là tính cách của người tuổi Ngọ với công việc. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng theo dõi. Xin mời quý vị các bạn nghe bài chia sẻ tử vi sự nghiệp trọn đời về sự nghiệp của những người tuổi Ngọ. Trong phần chia sẻ hôm nay về sự nghiệp của người tuổi Ngọ, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 phần. Phần thứ nhất là con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ. Phần thứ hai, nghề nghiệp phù hợp với người tuổi Ngọ. Và phần thứ ba là tính cách của người tuổi Ngọ với công việc. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ. Thưa các bạn, người tuổi Ngọ thường không mấy hài lòng với việc mình đã làm và luôn cho rằng tài năng của mình đang bị mai một dần đi. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận được rằng mỗi việc họ làm đều rất có ý nghĩa. Trong vấn đề tài lộc, người tuổi Ngọ thường ít khi phải lo lắng về tiền bạc. Họ không kiếm tiền bằng công việc ổn định và thực tiễn, không lợi dụng những hiểu biết về kinh tế để đầu tư làm giàu mà thường nhờ đến các mối quan hệ và khả năng ăn nói khéo léo của mình để có được công việc. Chính vì vậy, công việc của họ thường không có tính ổn định và tin cậy. Họ cũng không có được nguồn thu nhập ổn định, thường là được bữa hôm lo bữa mai. Cuộc đời người tuổi Ngọ có nhiều thành công nhưng cũng không hiếm sự thất bại. Con đường tài lộc của họ cũng giống như vậy. Có thể lãi to nhưng cũng có thể lỗ vốn lớn khi làm kinh doanh. Họ cần nắm bắt được đặc điểm này để có sự điều chỉnh cho phù hợp. Đến tuổi trung niên, người tuổi Ngọ có thể có rất nhiều tài lộc ngoài mong đợi như đột nhiên được hưởng thừa kế hoặc trúng số độc đắc, vân vân. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về nghề nghiệp phù hợp với người tuổi Ngọ. Vì tính cách tích cực và đa dạng, nên người tuổi Ngọ không phù hợp lắm với các công việc chỉ luôn lặp đi lặp lại và ít có sự thay đổi. Nếu làm một công việc như vậy, tài năng, năng lực của họ sẽ không thể phát huy tốt nhất. Đối với họ, đây là một điều vô cùng đau khổ. Sinh ra đã rất tự tin, người tuổi Ngọ nên lựa chọn công việc có thể giúp phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất mà không hề phải chịu bất kỳ một sự bó buộc nào. Những công việc phù hợp nhất với họ là kiến trúc sư, nhân viên tiếp thị, diễn viên, nhà doanh nghiệp hoặc nhà khoa học. Tuy nhiên, trong tính cách của người tuổi Ngọ vẫn tồn tại hai mặt tiêu cực và tích cực đối lập nhau.
khiến người khác cảm thấy họ khá phức tạp và khó hiểu. Nhìn chung, họ vẫn có thể để lại cho mọi người những ấn tượng tốt đẹp. Điều này càng chứng tỏ rằng họ nên theo đuổi các công việc có liên quan đến nghệ thuật hoặc biểu diễn. Ngoài ra, người tuổi ngọ còn có khả năng tùy cơ ứng biến khá tốt. Họ khá thông minh và có thể đoán biết được sự việc trước khi người khác nói ra. Chính vì vậy, họ rất phù hợp để trở thành một chính trị gia hay một nhà bình luận. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về tính cách của người tuổi ngọ với công việc. Trong 12 con giáp, ngựa được đại diện bởi chữ ngọ, giờ ngọ là 12 giờ trưa. Khi dương khí mạnh mẽ nhất trong ngũ hành, ngọ thuộc hành hỏa cũng là đại diện cho sự mạnh mẽ và cường tráng. Vì vậy, không có một giờ nào dương khí thịnh hơn giờ ngọ, và cũng không có một thế giới nào tươi sáng hơn như thế. Trong 12 tháng, tháng ngọ là tháng 6, trong tháng này vạn vật đều sẽ sinh sôi, nảy nở vô cùng nhanh chóng. Vì vậy, mỗi khi nhắc đến một người tuổi ngọ, chúng ta thường nghĩ đến sự nhiệt tình, mạnh mẽ, phóng khoáng, yêu tự do và tràn đầy sức sống. Trong lịch sử cũng có rất nhiều nhân vật nổi tiếng cầm tinh con ngựa như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Thành Cát Tư Hãn, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt. Người tuổi ngọ thường có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, nhiệt tình, phóng khoáng, đầu óc nhanh nhạy, có khả năng tự lập và cũng rất tự tin. Vì có tài năng hơn người nên họ thường chiếm giữ những vị trí cao trong cuộc sống, cũng như trong sự nghiệp. Điều đó khiến mọi người tin rằng họ luôn có quý nhân phù trợ, tài năng của họ sẽ không bao giờ bị khô kiệt. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi ngọ là luôn tự tin, hòa nhã với mọi người, có khả năng tự chủ và hiểu biết sâu về mọi việc. Họ thích tham gia vào những trò chơi trí tuệ như vận động để rèn luyện thể lực. Ta có thể nhận rõ điều này qua cử động linh hoạt, tư thế nho nhã và tốc độ nói rất nhanh chóng của họ. Nhược điểm hay dao động và thiếu kiên nhẫn của họ cũng sẽ được những ưu điểm này bù đắp hoàn hảo. Đồng thời, người tuổi ngọ cũng luôn thích được vui chơi thoải mái. Họ sẽ không từ chối một cuộc sống an nhàn và có sự hưởng lạc dành cho mình. Tuy nhiên, họ vẫn có một số nhược điểm khác như nóng vội, cố chấp hay cáu giận. Những nhược điểm lớn nhất và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển trong sự nghiệp của họ chính là họ không nhận rõ được những nhược điểm của mình để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh. Điều này đôi khi khiến họ có thái độ không ưa hoặc thậm chí là thô lỗ với nhiều người khác. Họ luôn yêu cầu tất cả mọi người cùng làm việc với tốc độ cao giống như mình. Và khi không đạt được hiệu quả như đã định, họ thường thể hiện rõ sự tức giận, bất mãn của mình. Họ cũng thường hay quên, nhất là khi có những sự việc quan trọng, và thường có cảm giác tự mãn trước một thành tích nhỏ mới vừa đạt được. Người tuổi ngọ rất thích được hành động độc lập, nghĩ thế nào thì làm thế đó. Họ luôn muốn đặt mình vào vị trí trung tâm, thích được mọi người phục vụ. Khi nói về quan điểm của mình, họ thường hoa chân múa tay với mục đích thuyết phục, lôi kéo mọi người nghe theo. Họ cũng sẽ không ngừng lại nếu chưa nói hết những suy nghĩ của mình cho mọi người cùng biết. Để hiểu hết về người tuổi ngọ, trước tiên chúng ta cần nhận rõ rằng họ không phải là những người kém tài, tự tư, có tính đố kỵ. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, họ thường chỉ biểu lộ sự tức giận chứ không tìm cách dùng âm mưu để mong thoát thân. Sự mâu thuẫn trong tính cách của người tuổi ngọ thể hiện ở việc cảm xúc của họ luôn thay đổi và quá phức tạp. Những thay đổi nhỏ trong tình cảm của họ thường được mọi người chú ý. Điều đó cũng có nghĩa là họ thường hành động theo trực giác của mình trước một sự việc, sự vật nào đó. Đôi khi họ không thể giải thích được cũng như không thể phân tích lý tính kịp thời về sự vật mà mình đang chú ý đến. Tuy nhiên, khi sự việc phát triển đến một mức độ nhất định nào đó, họ sẽ áp dụng những năng lực tiềm tàng của mình để góp phần phát triển sự việc đó hơn nữa. Người tuổi ngọ thường cùng một lúc tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau và cũng biết cách kiểm soát cục diện. Khi đã quyết định điều gì đó, người tuổi ngọ sẽ không chần chừ, do dự, đầu tư cho sự nghiệp của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy họ vội vàng chạy qua chạy lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng cũng có thể đang nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những cố gắng đã qua. Thưa các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ về tử vi sự nghiệp trọn đời của những người tuổi ngọ. Hãy like, share video và đăng ký kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy tử vi nhân tướng học. Một lần nữa, xin chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.